Đây, tiếp tục chương trình, xin tư vấn cho câu hỏi đến từ khán giả Nga Nguyễn ạ. Chuyên gia cho tôi hỏi là cho gà đẻ ăn lúa mầm có tốt hay không ạ? Và nếu như ăn được thì nên cho sử dụng bao nhiêu phần trăm trọng lượng thức ăn thì đảm bảo ạ? Dạ, xin mời chuyên gia. Vâng, thưa chị Nga, cái lúa mầm đây là loại thức ăn mà có chủ yếu là giàu cái vitamin E và cái hàm lượng tinh bột, chứ còn thì cái hàm lượng protein và một số các cái hàm lượng khác là rất là ít. Đó. Thế vậy thì cái lúa mầm là giàu vitamin E thì nó có tác dụng mà để tác động cho cái vấn đề hay nói cái khác là nâng cao cái năng suất sinh sản. Ví dụ như đẻ trứng cũng được tốt, số lượng trứng được tốt, cái chất lượng trứng cũng được tốt. Thế còn trong quá trình chăn nuôi thì muốn có hiệu quả cao thì không phải chỉ riêng nó mà phải phối hợp rất nhiều các chất dinh dưỡng khác. Ví dụ như là phải là protein, các nguyên tố khoáng, các nguyên tố vi lượng và vitamin. Do vậy, ngoài cái lúa mầm này ra thì chỉ cần phải sử dụng một cái lượng mà hàm lượng protein. Ví dụ như đối với gà đẻ thì hàm lượng protein đây là phải là 16-18%. Thế còn cái khoáng và vitamin phải là 1% trong khẩu phần thức ăn. Thế còn tinh bột đây là thì khoảng 60-65%. Thế vậy thì trong trường hợp này thì theo tôi là nó vừa có là hàm lượng tinh bột nhưng mà vừa có cái hàm lượng là vitamin E, thì chị có thể bổ sung vào đây trong cái khẩu phần thức ăn. Nếu mà chị làm được mà ngâm được thì nó chiếm khoảng độ là 50% hoặc là 45% khẩu phần thức ăn. Với 2.700 con gà, anh Nguyễn Văn Thiết ở xã Tuy Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa đã dùng tới 80 máng ăn B50. Máng ăn được sắp xếp thành từng hàng đều nhau. Giữa hai hàng máng ăn, anh đặt một hàng máng uống xen kẽ. Cách làm này của anh Thiết rất sáng tạo. Nó giúp anh tiết kiệm thời gian cho gà ăn và uống. Trong quá trình mà chăn nuôi, tôi coi quan sát đúng không? Vâng. Thì là tại sao nhỉ để hai cái hệ thống máng uống như thế này? Cái máng chèo là em tính là 60 ngày gà lớn hẳn lên là hắn sẽ uống dễ hơn. Và hai là mình chăm sóc lúc ấy nó dễ hơn. Vì con gà nhỏ em muốn là tất cả các cá thể này nó uống đều một lúc mà nó đều nhọn để cho nó lớn để đồng đều thầy. Như thế thầy có hợp lý không thầy? Đúng rồi, bởi vì thế này. Mặc dù là có thể là cái đầu tư ban đầu nó hơi tốn kém một chút. Dạ vâng. Nhưng thế nó phù hợp với cái tiêu chí kỹ thuật. Dạ vâng. Khi gà còn nhỏ mà cho uống cái này không ổn. Bởi vì nó bé tí này thì không thể nào ổn được. Vâng, đúng. Vâng. Cho nên phải dùng các cái hệ thống máng kia. Dạ đúng. Vâng. Và với hệ thống máng kia thì em bố trí như thế này theo tôi là rất là hợp lý. Dạ đúng vâng. Không? Vâng. Tức là xen kẽ giữa cứ mấy cái máng ăn thì nó sẽ có máng uống. Thế còn cái hệ thống này thì là khi mà gà lớn thì mới sử dụng cái này. Vâng. Thì vừa tiết kiệm được nước và đồng thời là gà nó sẽ không trèo lên được cái máng này. Vâng. Đó, do vậy là vẫn đảm bảo. Bà con quan tâm đến kinh nghiệm thiết kế máng ăn cho gà, có thể liên hệ anh Nguyễn Văn Thiết ở xã Tuy Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa, số điện thoại 0973 043 598. Nhưng giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chi. Đúng như đánh bạc, là vì làm sao? Đấy như vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả,
chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC 16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây gì đã bị bệnh do virus gây hại ạ? Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn, giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145 luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam.